lô cấm công nghiệp các bạn. Bạn thấy đây nè, ở đầu nha, ở đầu nó có một cái CB tổng dày dài lắm nha các bạn, dây rút nãy giờ chưa ra. Nó có một cái CB tổng đó. CB tổng các bạn. CB tổng quá ngon. Thì cái đầu của nó, tức là cái đầu này á, đầu này cái này được có một cái nữa nha, cắm vô này cái đực, coi một cái dạng ổ cắm này nhé. Mình coi nó của Tourist Power Made in Singapore. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2, cho tới đây là cái MCB1 nhé, là của cái MCB1 này nè. Nó chia ra hai kênh nha, MCB1, còn MCB2 thì nó sẽ đi theo tiếp tục. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, mỗi một bên là 12 cái ấy nha, ổ cắm này.